Chúng tôi là Hoàng Bách, xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý khán thính giả, trong chương trình này, vị khách mời của chúng tôi là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng từ miền Bắc Cali. Chúng tôi xin nhân hạnh kính chào anh Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, rất là thân ái kính chào anh Hoàng Bách và xin được trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả khắp nơi. Trước hết chúng tôi xin cầu chúc cho tất cả quý vị cũng như anh Hoàng Bách có được sức khỏe dồi dào trong cái mùa dịch này và luôn luôn là giữ sức khỏe, giữ cái thân nhiệt ấm để chúng ta có thể chống lại những cái dịch bệnh nó đến từ ở ngoài. Dạ vâng, chúng tôi cũng xin phép được giới thiệu về giáo sư Nguyễn Hồng Dũng. Giáo sư Nguyễn Hồng Dũng cộng tác với nhiều cơ quan truyền thông tại miền Bắc Cali, đặc biệt là với hệ thống truyền thông Cali tới đây. Và ngày hôm nay thì thưa giáo sư Nguyễn Hồng Dũng, cái đề tài chúng ta cũng nói chuyện tới COVID-19 nhưng mà ở gần một góc độ khác. Bây giờ thì sau cái trận dịch hay là nói cách khác là con virus Vũ Hán đó, nó gây ra đó, thì chúng ta thấy là thế giới càng ngày càng lên tiếng phản đối Trung Cộng. Họ cho rằng Trung Cộng đã bưng bít, và đặc biệt là các cơ quan truyền thông ở bên Đức, ở bên Anh. Trước khi mà Thủ tướng Anh Boris Johnson ông bị đó, thì ông cũng phản ứng rất là gai gắt. Và bây giờ thì tới một số tờ báo của Đức, họ cũng lên tiếng về vấn đề này, đặc biệt là cái tờ Bay. Thì ngày hôm nay muốn xin giáo sư Nguyễn Hồng Dũng chia sẻ với cái nhìn của giáo sư Nguyễn Hồng Dũng từ khắp nơi. Đối với Trung Cộng coi như là một cái đối tượng mà ai cũng chú ý, đối tượng mà gây ra cái con virus này. Và ngày hôm nay thì không những là Mỹ mà chúng ta thấy là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc là Tổng thống Trump cũng lên tiếng về bây giờ nếu mà Trung Cộng không có nếu mà minh bạch trước thì tình trạng này không có thể xảy ra. Thì thưa giáo sư Nguyễn Hồng Dũng, dưới cái nhìn, cái góc độ của giáo sư chia sẻ với quý khán thính giả của chúng ta. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Hoàng Bách đã hỏi đến cái câu hỏi hết sức là thời sự cũng như là xã hội hiện tại. Như quý vị cũng biết là hiện giờ thì chúng tôi cũng còn đương ở nhà, có nghĩa rằng tất cả những cái cơ sở thương mại ở tại vùng vịnh San Francisco này cũng phải đóng cửa. Do đó thì nhân rộng ra thì các cái tiểu bang khác như là Washington hay là New York hay là một vài nơi cũng ở trong tình trạng giống như thế này. Thì đây là một cái hậu quả mà chúng ta đã thấy từ cái phát xuất tháng 1 năm 2020 cho đến giờ phút này. Thưa với anh Hoàng Bách, thưa với quý khán giả, tôi là một người rất là tin tưởng về cái hậu quả, cái nhân quả. Bởi vì cái kẻ nào gieo nhân thì người đó sẽ nhận cái kết quả. Mà gieo nhân lành thì chắc chắn phải hưởng được cái thiện phước, nhưng mà gieo những cái bất thiện, những cái ác nghiệp thì chắc chắn sẽ hậu quả sẽ rất là tồi tệ. Và vì vậy mà kẻ nào gieo gió, kẻ đó sẽ gặt bão. Trong trường hợp như thế này thì chúng ta đã biết từ tháng 12 của năm 2019 là tại Vũ Hán đã xuất phát cái bệnh dịch mà theo như những nhà nghiên cứu về y học cũng như là tình báo cho biết rằng Trung Cộng từ đó đến nay vẫn tiếp tục che giấu những cái sự kiện này. Thứ nhất là có lẽ họ tìm mọi cách để có thể khống chế cái con virus nó nằm ở trong một cái tình trạng địa phương. Nhưng mà càng ngày đó thì họ càng nghĩa là bung ra, bởi vì cái sự che giấu đó nó lại ảnh hưởng khiến cho rất nhiều người, trong đó có những bác sĩ như là ông Lý Văn Lượng cũng đã lên tiếng cảnh báo, nhưng mà họ vẫn chặn lại những cái tiếng nói trung thực đó. Và cuối cùng thì ông Lý Văn Lượng, bác sĩ nhãn khoa, cũng đã bị tử vong vì cái con virus Vũ Hán này. Thì thưa quý vị, những cái hành động mà họ giấu nhẹm đó thì đối với thế giới nó sai phạm nhiều cái vấn đề lắm. Theo những cái quy ước chung của Liên Hiệp Quốc thì tất cả những cái bệnh dịch hay là tất cả những cái gì mà nguy hiểm đến nhân loại thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải cảnh báo, và nhà chức trách có cái nhiệm vụ cảnh báo cho tất cả mọi người cùng biết để họ cùng nhau chung tay và đối phó với những cái sự kiện nguy hiểm đến với con người. Đây là một cái bệnh dịch mà nó mang cái tính chất nguy hiểm đối với nhân loại. Và nếu mà anh che giấu thì anh là một trong những cái tội phạm đã làm cho cái thế giới này nó phải bị những cái trường hợp trở ngại như là chúng ta đang phải gánh chịu như ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, cái vấn đề mà Trung Cộng đã che giấu như vậy đó thì lần lần đó họ lại quá đáng đến cái mức độ mà từ cái sự che giấu đó họ lại dối trá đến cái thế giới xung quanh, họ lại dối trá với những nhà lãnh đạo khác, và kể cả họ dối trá với WHO.
Thì chính những cái vấn đề này mà khiến cho Hoa Kỳ họ cũng chưa có bao giờ trở tay cho kịp. Mà không trở tay kịp thì dĩ nhiên là nhân loại cũng như con người và người dân phải gánh chịu những cái đại dịch như ngày hôm nay. Chúng ta đã thấy rằng Hoa Kỳ có gần 44.500 người đã mất mạng theo như cái con số mà họ báo cáo cho mình biết. Và trên thế giới này cũng hơn cả 1 tỷ người mà chúng ta thấy rằng mấy triệu người đã bị nhiễm. Thì cho nên đó, cái vấn đề này nó càng ngày nó càng phát tác ra, nó khiến cho chúng ta mới thấy rằng cái sự khủng khiếp của cái con virus này đến giờ phút này thì nó chưa có cái loại mà chủng dịch để mà ngăn ngừa. Tuy nhiên với cái ác tâm của Trung Cộng mà họ không có chịu dứt lại, họ không có chịu ngừng lại, họ không có chịu nên là sám hối lại những cái vấn đề này, cho nên đó, họ đã khiến cho thế giới càng ngày càng giận tức lên. Và chính những cái thái độ vừa ngang bướng, vừa ẩu tả, vừa có những cái hành động mà trái khóa như vậy khiến cho tất cả những quốc gia khác và đặc biệt là những quốc gia Tây Phương, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, kể cả nước Anh cũng đã lên tiếng phản đối. Và chính cái sự phản đối này đó cho chúng ta thấy rằng nhà nước Cộng sản tại Trung Cộng sẽ lãnh một cái hậu quả ghê gớm. Đó là chúng ta chưa nói đến Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đối với Tổng thống Donald Trump hiện giờ đó thì Trung Cộng là một kẻ thù, chắc chắn rằng ông phải có những cái điều để mà đáp trả lại cho nó phải lẽ. Và chính cái phải lẽ này thì Trung Cộng sẽ ở trong một cái tình trạng bi đát trong những ngày sắp tới, thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, khi mà giáo sư Nguyễn Hồng Dũng nêu lên điểm này đó, đặc biệt là chúng tôi muốn nhắc tới một vài tờ báo đó, tờ báo như là tờ Pi, là một cái tờ có uy tín mà người ta nói là có vào khoảng 14 triệu người theo dõi cái tờ báo này, tức là một cái tờ báo của tư nhân rất có uy tín. Cái ông giáo chủ nhiệm và chủ bút của tờ báo này đó, thì ông có viết trong cái tờ báo đó, ông phải liệu rằng Trung Cộng có phải chịu trách nhiệm về cái tình trạng mà thiệt hại về kinh tế rất là khổng lồ ở trên thế giới hay không. Thì sau đó anh Nguyễn Hồng Dũng biết không, cũng như quý khán giả đó, là tòa đại sứ của Trung Cộng tại ở Ba Linh đã mời ông này nói chuyện với ông này. Thì cuối cùng là ông này là một tờ báo tư nhân, nó đâu phải là của chính phủ, cho nên họ quen với cái kiểu là ở dưới chế độ cộng sản ở Việt Nam cũng như Trung Quốc thì hầu hết các tờ báo là dưới cái tay của đảng chịu trách nhiệm, cho nên đó là chủ lực. Bây giờ thì ông họ mà sau này ông viết một bức thư trực tiếp ông gửi cho ông Tập Cận Bình, chờ ông thách thức ông Tập Cận Bình, thì cái điều để nhiều báo chí ở hải ngoại, đặc biệt là báo bên Đức, họ nói là họ cho rằng cái tầm nhìn và ấu trĩ của các cái chế độ độc tài, tức là họ không biết, họ nghĩ rằng đây là của nhà nước, cho nên họ phản ứng theo cái kiểu của nhà nước. Thì tư nhân họ đâu có sợ, mà ông giám đốc, ông chủ nhiệm chủ bút này đó thì quý khán giả còn nhớ là chính mời anh Hoàng Chí Phong là người đã biểu tình ở Hồng Kông đó, qua trong một cuộc kỷ niệm 100 năm của tờ báo này. Điều đó cho thấy là ông này là một người rất là cấp tiến, hỗ trợ cho các phong trào dân chủ, rồi dân sinh của con người. Cho nên qua cái sự kiện này chúng ta thấy là chế độ cộng sản đó, họ giỏi vì gian trá, xảo trá, điêu ngoa, mánh khóe, kỹ thuật hết. Nhưng mà đối với họ chưa quen cái không khí của chế độ dân chủ, cho nên họ phản đối. Rồi cuối cùng ông này ông thách thức với Tập Cận Bình. Thì qua cái sự kiện này đó, giáo sư Nguyễn Hồng Dũng thấy không, các cái chế độ độc tài đó họ tưởng là họ biết hết, nhưng mà họ không biết gì cả về cái tự do dân chủ, từ giáo sư Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, tôi đọc cái bài phản hồi của ông chủ bút của tập Pi tại Đức Đức á, khi mà gửi cho Tập Cận Bình, ông nêu rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta nghĩ rằng những cái vấn đề đó thì thật sự tất cả những thế giới tự do, những thế giới dân chủ họ đã biết rồi. Ví dụ như là vấn đề mà sai khiến, đâu có thể nào mà anh muốn đưa cái gì anh bắt buộc chúng tôi phải làm cái điều gì. Do đó đó thì những cái lời nói rất là đanh thép của tờ báo Đức này đó đã khiến cho thế giới bừng tỉnh thêm nữa. Dĩ nhiên là chúng ta rất là bừng tỉnh sau cái đại dịch này rồi, và thế giới càng ngày càng thấy rõ tất cả những cái bộ mặt thật của chế độ cộng sản, cũng như là dưới cái điều cai trị của Tập Cận Bình. Và ngày hôm nay đó thì chúng ta biết rằng nước Nhật đó, họ đã chi một số tiền khổng lồ để di dời hết tất cả những cái hãng mà trước đây họ đã có làm ăn với Trung Quốc. Và tiếp theo nước Nhật đó, thì chúng ta thấy rằng một số các quốc gia khác cũng lần lượt ra đi. Và như vậy đó thì chưa gì hết, chúng ta cũng đã thấy một cái hậu quả ghê gớm mà những người công nhân cả hàng trăm triệu đó phải thất nghiệp. Thì chắc chắn là một nhà nước cộng sản sẽ đổ vỡ trong một thời gian sắp tới thôi.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta cũng trở lại vấn đề Biển Đông, bởi vì Trung Cảm đã họ lợi dụng trong cái thời gian mà cả thế giới đều chú trọng để làm sao chống con virus Vũ Hán đó, thì ai cũng bận rộn cả, thì họ lại đe dọa Biển Đông. Sau khi mà họ đưa cái tàu Hải Dương 8 đi vào trong thềm lục địa của Việt Nam trở lại đó, thì họ đưa lần tới cái chỗ mà có tranh chấp giữa Mã Lai và Trung Cảm, tức là thềm lục địa của Mã Lai thuộc sở hữu của Mã Lai, nhưng mà bây giờ Trung Cảm họ tới đó, chỗ này là chỗ các cái tàu bè của Mã Lai đang khai thác dầu. Thì cái điều đó thì chúng ta cũng biết là Việt Nam đã gửi cái công hàm vào ngày 30 tháng 3 vừa qua, và sau đó gửi tiếp bổ túc thêm những cái công hàm này lên án về vấn đề của Trung Cảm đã xâm phạm chủ quyền ở bên Biển Đông. Trong khi đó thì trong những ngày vừa qua đó, thì thưa giáo sư Nguyễn Hồng Dũng, phát ngôn viên của Trung Cảm thì là đi ngược lại, nói là bây giờ nhà cầm quyền Hà Nội cần phải rút hết tất cả các cái đảo đó đi ra, rút cả người hoặc là những cái thiết bị trên các cái đảo đó, mà đặc biệt chúng ta biết là ở giải đảo Trường Sa nó có nhiều đảo, trong đó Việt Nam cũng chiếm được một số đảo, cũng như là của Đài Loan và của Philippines. Nhưng mà phát ngôn viên nghĩa là ngang ngược, nói rằng đây là lãnh hải của Trung Cảm từ ngàn đời tới giờ, thì cái điều đó cho thấy là cái sự ngang ngược quá đáng. Và chúng ta thấy có qua có lại, và chúng tôi gọi cái chủ đề ngày hôm nay đó là cuộc chiến về ngoại giao, bởi vì Trung Cảm cũng mới gửi một cái công hàm tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phản đối về cái vấn đề này, mà yêu cầu Việt Nam cũng rút ra khỏi cái lãnh hải của họ. Tất cả những sự kiện này cho thấy là cái chiến tranh họ lợi dụng trong cái thời kỳ mọi người chống Covid-19 đó, thì họ đã đi xâm phạm tới chủ quyền lãnh hải của nhiều nước ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Biển Đông, thưa giáo sư Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, thưa với anh Hoàng Bách, cái sự kiện mà nó nổ ra từ cái ngày 15 tháng 4, tức là cách đây chừng khoảng mấy ngày đó, là một cái vấn đề cho chúng ta nhìn thấy cái hành động cư xử của Trung Cộng càng ngày nó càng làm cho thế giới điên tiết lên. Bởi vì thứ nhất á, là chúng ta cũng đã biết rằng tàu Hải Dương 8 vào rạng ngày 15 tháng 4 nó đi vào sâu ở trong cái vùng của gần cái nơi mà gọi là đất Quy Nhơn đó, cách chừng khoảng 86 hải lý. Thì cái điều này đó nó là một trong những cái vi phạm một cách trắng trợn mà chúng ta không thể nào mà nói rằng nó không vi phạm. Tuy nhiên đó, thì đối với đất nước Việt Nam giờ phút này đó, thì bà Lê Thị Thu Hằng vẫn tiếp tục cái luận điệu cũ, nghĩa là phải đòi hỏi có một cái cuộc thương thuyết vân vân. Thì về phía Việt Nam chúng ta không nói. Tuy nhiên đó, về phía Trung Cộng đó, thì tại sao mà họ đã lợi dụng cái đại dịch Covid mà thế giới đang phải chú tâm vào chống lại đại dịch, thì họ lại có những cái hành xử hết sức là ngông cuồng như vậy đó, thì cho chúng ta biết rằng họ đang ở trong một cái tình trạng là dương đông kích tây. Thứ nhất á, là bởi vì trong nước á, thì họ có nhiều cái sự lên tiếng phản đối, và thứ hai đó, họ ở ngoài đó có quá nhiều cái sự chỉ trích bởi các quốc gia cường quốc của Tây Phương, và vì vậy đó mà để làm cho cái người dân bớt đi những cái than oán, họ có thể là có những cái cuộc chiến tranh đối với Đài Loan, hoặc là họ có những cái hành động đưa những tàu bè để mà đưa xuống ở phía đông để mà cướp biển cướp đất, y như là Hải Dương 8 chuẩn bị trong những cái vấn đề như vừa qua. Thì thưa quý anh, cái hình ảnh mà họ đã đưa những cái công hàm lên Liên Hiệp Quốc á, thì không phải là một cái sự mới mẻ gì, nhưng mà tại sao họ vẫn cứ tiếp tục làm những cái chuyện đó đối với Việt Nam, đối với Philippines, đối với Singapore hay là đối với Malaysia? Thì cái chuyện này đó mình biết rằng họ cứ làm hoài, họ làm hoài, và cái điều này đó họ có một cái ban ngành chuyên tiếp tục đưa ra những cái vấn đề này để mà cho thế giới phải nghĩ rằng đây là cái chủ quyền của Trung Cộng. Cho nên đây cũng là một bài học cho chúng ta thấy rằng cái việc gì mà của chúng ta đó, thì chúng ta luôn luôn tiếp tục, ví dụ như là chúng ta nói đến Biển Đông thì chúng ta không ngừng nói đến cái chuyện Biển Đông, chứ không phải là nói tới bấy nhiêu là đủ, bởi vì có những con người họ nghe xong rồi họ quên, và do đó chúng ta phải nhắc tới nhắc lui. Cũng như là Trung Cộng, họ đi cái chiến lược nghĩa là mưa dầm thấm đất, có nghĩa rằng lần lần đó họ sẽ nghĩa là làm chủ những cái nơi như vậy bằng những cái vấn đề ngoại giao. Và thưa quý vị, nói là nói như vậy, nhưng mà ngoại giao của Trung Cộng để mà dương đông kích tây này là trong cái là thời trước, còn có thể là họ đã dùng những cái nhân sự của họ ở tại Liên Hiệp Quốc, nhưng mà càng ngày đó thì chúng ta mới thấy rõ rằng những cái giả tâm đó, những cái điều hòa đó thì thế giới sẽ lên án. Và chúng tôi thưa với anh rằng chắc chắn sau cái đại dịch này đó, những nhân sự của Liên Hiệp Quốc
mà Trung Cộng đã vừa gài vào hoặc là vừa là lo lót cỡ như là ông Taro của WHO, hay là những cái người mà cầm đầu cho vấn đề mà giao thông của quốc tế, viễn thông của quốc tế, hay là lương nông của quốc tế, đều là những người Tàu đó, chắc chắn nó sẽ có một sự rà soát và thay đổi lại, thì chắc chắn rằng cái hậu thuẫn đó nó sẽ không còn nữa. Và chính không còn nữa thì chúng ta mới dẹp yên cái vai trò của cái anh mà luôn luôn bành trướng bá quyền ở tại Biển Đông, thưa anh. Dạ vâng, mới đây thì chúng ta thấy ngày 21 tháng 4 thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã công bố là hai chiếc chiến hạm đã đi vào khu vực của Biển Đông, tức là đi vào quả giải đảo đang có tranh chấp, USS America và USS Bunker Hill. Thì chúng ta thấy rõ ràng là trong khu vực của đó đi ngang qua ở khu mà có tranh chấp giữa Mã Lai và của Trung Cộng nữa. Cái điều đó nó cho thấy là Trung Cộng đang lấn lướt các nước ở Á Châu, không những Việt Nam không, mà lấn lướt các nước Á Châu. Và điều mà Mỹ đưa hai chiến hạm đi vào khu vực này, tức là chứng tỏ là Mỹ trở lại và Biển Đông là của Hoa Kỳ. Cho nên cái đây cũng là một cái lời nhắn. Và thưa anh và thưa quý khán giả, qua cái phát ngôn viên của ông cảnh sản đó, thì lời lẽ tương đối rất là nặng nề. Ông dùng giao thiệp nghiêm trọng. Người ta đo, qua đó, đó thì người ta đánh giá rằng khi mà ông dùng chữ nghiêm trọng và đồ hỏa Việt Nam phải rút hết từ người cho tới các cái thiết bị mà ở trên các đảo này, thì người ta đánh giá rằng liệu chừng là Trung Cộng đang có những cái biện pháp cứng rắn, hay nói một cách khác là có thể đánh với Việt Nam ở trên Biển Đông. Thì qua cái góc độ nhìn của giáo sư Nguyễn Hồng Dũng, có nghĩ là cái tình trạng này có dám xảy ra không? Dạ không anh. Bởi vì thật ra mà nói cho đến giờ phút này đó, thì quan thầy của Hà Nội nó vẫn là đệ tử của Trung Cộng. Nó muốn làm bất cứ cái điều gì đó thì nó làm. Cho nên tôi không nghĩ rằng cái chuyện mà nó đem quân qua nó đánh Biển Đông ngay lập tức. Bởi vì thứ nhất là dù gì đi nữa thì Trung Cộng nó vẫn là một cái bợ đỡ, nó là một cái bệ mà Cộng sản Việt Nam ở tại nơi đó nó có những cái hành xử. Tuy nhiên đó, đối với thế giới thì chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ xảy ra một cái cuộc chiến giữa Trung Cộng và một số các quốc gia mà trong đó có Hoa Kỳ. Bởi vì chúng tôi nói như vậy là có hai cách. Cách thứ nhất là Hoa Kỳ không phải nhìn nhận Biển Đông là của Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ can thiệp Biển Đông hay là tất cả những cái đường hàng hải đó là hàng hải quốc tế. Và chính vì vậy mà họ có cái nhiệm vụ để bảo vệ cái đường hàng hải quốc tế. Và khi mà bảo vệ cái đường hàng hải quốc tế như vậy đó, thì chắc chắn rằng là những cái chuyện mà Trung Cộng làm chuyện nọ chuyện kia đó, nó sẽ không có đạt được những cái mong muốn như là Trung Cộng. Nhưng mà cho đến giờ phút này đó, mặc dù chúng ta thấy là thấy như vậy, nhưng mà Trung Cộng làm sao đối địch lại với Hoa Kỳ trong cái giai đoạn mà họ có thể dùng hải quân? Bởi vì chúng ta biết rằng kể cả bây giờ đó, mà chiếc Liêu Ninh mà họ cho rằng đó là cái chiếc tàu hạm đội của họ, nó là cái số 1 của họ, thì cũng không bằng một cái chiếc tàu bình thường của Hoa Kỳ, huống chi là khí tài quân vụ. Cho nên họ làm như là hồi nãy chúng tôi nói là họ vẫn là dương đông kích tây. Còn nếu mà họ làm những cái sự mà quá đáng như vậy thì Hoa Kỳ còn nhiều cái cách để mà ép họ ở trong một cái tư thế khác. Cho nên đó, chúng ta biết rằng Trung Cộng nó không có một cái con đường nào ra biển. Nó chỉ có hai cái con đường, phía Tây của Đài Loan và phía Đông của Việt Nam. Đó là hai cái con đường. Nhưng mà trên cái vấn đề thực tế đó, không thể nào mà Trung Cộng muốn là được đâu. Bởi vì cái quyền lợi của quốc tế nó là một cái quyền lợi của các quốc gia Tây Phương. Cho nên nếu mà Trung Cộng mà cho nó là cái vùng lãnh thổ của Trung Cộng đó, thì chắc chắn rằng không có một quốc gia nào chịu. Mà nếu không có quốc gia nào chịu thì chắc chắn nó sẽ có những cái vấn đề khác, chưa đi đến cái vấn đề chiến tranh ngay lập tức, nhưng mà nó sẽ có những cái cuộc cái là cấm đoán hoặc là khiến cho Trung Cộng phải ở trong một cái tư thế nghe là phải cầu khẩn. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng mặc dù là chúng ta nghe Trung Cộng hà hiếp hoặc là làm những cái chuyện đối với đất nước Việt Nam thì dữ tợn như vậy, nhưng mà đối với thế giới thì Trung Cộng cũng chưa có thể nào mà có đủ những cái vấn đề tương đương để có thể là chống đối hoặc là có thể dùng vũ trang mà chống lại với một cái đất nước như là Hoa Kỳ. Ngoại trừ cái trường hợp nào mà Trung Cộng biết rằng cái thế của mình bây giờ chỉ còn một cái cách duy nhất là phải nghĩa là đánh để mà cứu lấy những cái con người ở tại Bắc Kinh đó, thì họ mới nghĩ đến cái chuyện đó. Còn bây giờ đó, họ vẫn còn có những cái cách chỉ có hù dọa, chỉ có nghĩa là làm một số các quốc gia như là Việt Nam, Philippines,
phải nọ kia, chứ còn đối với thế giới thì họ vẫn câm như hến và họ vẫn cúi đầu tuân phục. Thì cái điều này đó, nếu mà nói chiến tranh thì chưa có thể nó xảy ra, ít nhất là trong một thời gian sắp tới. À, thưa giáo sư và thưa quý khán giả đó, người ta cho rằng là qua cái trận dịch này, đại dịch này, đối với nền kinh tế của Hoa Kỳ nó riêng và toàn thế giới nói chung phải sa sút một cách trầm trọng. Đây là hay nói một cách khác là cuộc khủng hoảng rất là nặng nề, kể cả Trung Cộng luôn và Việt Nam. Thì trong lúc mà thế giới đang phải đương đầu với trận dịch, đang phải đương đầu với kinh tế, đang phải đương đầu với những cái thiết bị về y tế đó, thì Trung Cộng lợi dụng ở lúc này là trong giai đoạn thứ nhất. Cái thứ hai, hiện tại sau cái trận dịch Covid-19 đó, thì chúng ta thấy là vai trò của ông Tập Cận Bình ở trong nước bị sa sút, và những cái thành phần mà chống đối của ông Tập Cận Bình càng ngày càng gia tăng. Và đặc biệt là những người dân mà họ chết, thân nhân của họ chết, họ rất là bất mãn. Họ cho rằng cái sự bưng bít không minh bạch đã làm cho cái sự chết chóc lây lan quá nhiều, và họ quy trách nhiệm cho ông Tập Cận Bình là người lãnh đạo. Do đó có thể là Tập Cận Bình cần phải mở cái mặt trận ra ở bên ngoài, đó là mặt trận chiến tranh. Để chi? Để huy động cái tiềm năng ở trong nước, huy động cái sự đoàn kết ở trong nước. Thì với cái nhìn như vậy đó, thì giáo sư Nguyễn Hồng Dũng lý giải ra sao? Dạ thưa với anh, thì cái điều đó chắc chắn nó có. Vấn đề thứ nhất là Tập Cận Bình hiện giờ đó là bị nhiều cái sự chỉ trích ở trong quốc nội của họ, nhất là những cái phía mà trước đây như là Từ Tài Hậu hay là Bạc Ly Hai, Bạc Hay Lai, dạ vâng, rồi ông Khang, vâng vâng, rất là nhiều những cái nhân vật đó, cái đệ tử của họ và cái phe phái của họ, rồi cái phe phái của Dân Trực Dân, nó vẫn tiếp tục chống đối chứ không phải là không. Mặc dầu đó, cho đến giờ phút này chúng ta chưa thấy qua báo chí có những cái trận nghĩa là thanh trừng một cách lớn hơn. Tuy nhiên đó, từ cái ngày mà Dân Trực Dân ra đi một cách âm thầm đó, thì chúng ta biết rằng cái phía của chống đối Tập Cận Bình, dù muốn dù không gì đi nữa, nó vẫn tạo một cái thế yếu hơn. Đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai nữa đó, dĩ nhiên là cái sự ép lực, cái sự nghĩa là lên tiếng cũng như là phản đối của người dân đó khiến cho Tập Cận Bình phải lúng túng. Nhưng mà nếu mà Tập Cận Bình muốn xoay chuyển đó, thì tôi nghĩ rằng cái xoay chuyển đó nó không phải xoay chuyển về hướng đông, mà có lẽ nó xoay chuyển về cái hướng Đài Loan nhiều hơn. Là bởi vì họ có cái tư thế để nói về cái vấn đề Đài Loan, và lúc nào họ cũng nói rằng một quốc gia mà hai chế độ, họ cho rằng đó là một cái vấn đề mà họ muốn lấy lại cái đất của họ. Thành thử ra cái cuộc chiến tranh đối với Đài Loan nó dễ xảy ra hơn là cuộc chiến tranh đối với cái Biển Đông. Bởi vì cái vấn đề Biển Đông đó, thật sự mà nói đó, thì chúng ta thấy rằng nói là nói như vậy, nhưng mà Phi Luật Tăng nè, thì Duterte bây giờ vẫn còn ngồi đó, là một cái người dường như là một con rối của Bắc Kinh. Rồi cái phía của Nguyễn Phú Trọng, cái phía của Nguyễn Xuân Phúc Việt Nam đó, thì mình nói là nghe cũng lâu lâu cũng lên tiếng, Lê Thụ Thu Hằng cũng lên tiếng, rồi cũng nói nọ nó kia, nhưng mà nói cho có, nhưng rồi cuối cùng đâu có làm cái gì đâu. Rồi hải quân thì cũng ở trong bờ thôi chứ họ không làm gì. Cho nên cái mặt trận đó không có đánh gì cả, mà có đánh thì đánh với Mỹ. Nhưng mà Hoa Kỳ đánh với Mỹ đó, thì dĩ nhiên đó, nó phải có một cái chiến lược, một cái chiến thuật khác hơn. Do đó đó, thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng khi mà có một cái cuộc chiến tranh nó phát động, thì đến cái mức độ mà nếu có một cuộc chiến tranh đó, nó cũng có thể là 5-3 năm nữa nó mới có thể xảy ra, nếu mà cái tình trạng mà Tập Cận Bình càng ngày càng bị ép vào trong một cái chân tường. Còn giờ phút này đó, mặc dù nói là như vậy, chúng ta vẫn chưa thấy ông ta nghĩa là ở trong một cái thế cô, và lúc nào cũng ở trong một cái tư thế của một cái kẻ lãnh đạo ở tại đất nước Bắc Kinh. Do đó thì chưa có thể mà có được một cuộc chiến tranh như chúng ta mong muốn ngay bây giờ được, thưa anh. Dạ, bây giờ thì còn 20 phút còn lại, chúng ta sẽ thảo luận về một cái vấn đề khác. Tức là thưa giáo sư Nguyễn Hồng Dũng đó, hàng năm như vậy đó, đến ngày 30 tháng 4 đó là một cái biến cố lớn mà người Việt ở hải ngoại đều tưởng niệm về cái biến cố đau thương của dân tộc. Năm nay thì đặc biệt là vì có virus của Vũ Hán, cho nên khắp nơi của người Việt trên thế giới không có tổ chức được. Mà họ có tổ chức đó, thì ví dụ như ở Hilton này họ tổ chức thì tổ chức qua nghĩa là một số người, rồi họ qua mạng xã hội để mà coi như livestream. Có lẽ nhiều nơi cũng thực hiện như vậy, ở miền Nam Cali cũng vậy. Và trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta muốn nhắc một chút xíu về cái biến cố 30 tháng 4. Bây giờ
Lúc đó anh Nguyễn Hồng Dũng qua bên này theo cái diện nào và anh đi trong cái trường hợp là năm 75 hay là trước đó, anh có thể chia sẻ với quý khán giả lúc đó anh nghĩ gì về cái biến cố 30 tháng 4 xảy ra, thưa giáo sư Nguyễn Hồng Dũng? Dạ thưa với anh là trước đó thì làm sao mà đi được, là bởi vì trước đó thì còn học sinh. Dạ. Sau năm 1975 vẫn còn ở trong nước rồi cũng bị đi tù chứ không phải là không, thưa anh. Cho nên tôi biết nhiều cái chuyện vấn đề tù tội là vậy đó. Rồi cũng đi vượt biên là rất là nhiều lần, cho nên rồi qua đây thế, mãi cho đến sau thập niên 80 thì bước qua đây được. Thì nói như vậy để quý vị thấy rằng cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một cái ngày mà đó là một cái đại biến cố trong lịch sử của Việt Nam. Thì ngày 30 tháng 4 đó, chúng ta vẫn tiếp tục nhớ rằng cái ngày đó là một cái ngày mà Việt Nam đã rơi vào trong cái sự cai trị của Đảng Cộng sản. Nhưng mà ngày đó, theo tôi, cũng là ngày suy tàn của Đảng Cộng sản. Bởi vì chính cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 là cái khởi điểm cuối cùng của Đảng Cộng sản. Để rồi từ đó, họ đã bắt đầu chìm xuống và nó đi xuống một cái triệt tiêu. Mặc dù bây giờ đó, chúng ta thấy rằng cái Đảng Cộng sản nó vẫn còn bốn quốc gia như chúng ta thấy Cuba, rồi Việt Nam, Bắc Hàn, rồi Trung Cộng đó. Nhưng mà nó vẫn ở trong một cái thế suy tàn. Cho nên chúng ta mới lấy cái câu ngày 30 tháng 4 năm 1975 là cái ngày đỉnh cao nhất của Đảng Cộng sản, để cuối cùng từ đó cho đến mãi về sau Đảng Cộng sản sẽ không còn nữa. Và như vậy đó, chúng ta mới nhận thấy cái vai trò thật sự của Việt Nam. Mặc dù cho đến giờ phút này đó, nhiều người nói bằng cờ nọ bằng cờ kia, nhiều người nói rằng chúng ta là nọ là kia. Tuy nhiên đó, chúng ta mới thấy rằng khi năm 1975 mà hàng triệu người bỏ nước ra đi cũng chính là một cái sứ mệnh vô cùng to lớn, mà chúng tôi nghĩ không có một cái quốc gia nào giống như quốc gia Việt Nam. Cũng có nhiều quốc gia cũng bị vào cộng sản nhưng mà họ có đâu có đi đâu đâu, kể cả Bắc Hàn, thấy không? Nhưng mà khi Việt Nam trở thành một cái đất nước như vậy đó, thì cái bàn chân của người Việt Nam chính là một cái thông điệp cho toàn thể thế giới thấy được cái vận mệnh của Việt Nam, cũng chính là cái sự cảnh cáo cho toàn thế giới. Và từ đó đến nay chúng ta biết rằng không có một nước nào mà họ dám nhìn vào và họ nhìn thấy là Cộng sản là thiên đường của họ nữa. Bởi vì trong đó có cái vai trò của người Việt Nam, trong đó có cái bước chân của người Việt Nam, trong đó có cái hành xử của người Việt Nam đi khắp nơi trên thế giới. Cho nên cái vai trò của người Việt Nam đó, hiện nay đó, bất cứ một quốc gia nào trên cái hoàng vũ này đó, chỗ nào có ánh sáng mặt trời, chỗ đó có người Việt Nam cư trú. Cái điều đó chúng ta không phải tự hào, nhưng mà cái điều đó chúng ta nói nè, cái năm 1975 đó đã trở thành một cái hạt giống của dân chủ tự do mà người Việt Nam đã phải đi gieo khắp nơi để cho họ thấy rằng chế độ Cộng sản là chế độ độc tài, chế độ Cộng sản là chế độ sát nhân, chế độ Cộng sản là chế độ mà tới đâu thì con người và đất nước sẽ tan rã. Do đó thì những người Việt Nam ra đi là những người đã mang một cái sứ mệnh vô cùng thiêng liêng. Dù anh đi ở bất cứ cái vai trò nào, HO hay là ODB hay là vượt biên v.v. Thì thưa quý vị, cá nhân của chúng tôi thì đi vượt biên, nhưng mà tất cả mọi người khác cũng đã có mặt tại Hoa Kỳ này. Cho nên chúng ta đã trải qua 45 năm, một con số rất là tròn. Và đầu năm chúng tôi có đi dự cái cuộc họp của cộng đồng ở nơi đây. Chúng ta chuẩn bị tổ chức ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến năm 2020 là 45 năm, với một cái chương trình hết sức là quy mô và cũng là một cái điều đặc biệt để chúng ta đưa ra một cái thông điệp toàn thế giới một cách rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì cái vụ mà virus Vũ Hán nó đã xảy ra trong cái giai đoạn chúng ta đang tổ chức này, khiến cho cái ngày 30 tháng 4 chắc chắn rằng như anh nói, chúng ta sẽ có một cái lễ tưởng niệm nhỏ nhỏ ở tại bàn thờ của các vị anh hùng, rồi sau đó chúng ta sẽ có một cái cuộc họp mặt nó giống như là online để chúng ta cùng tưởng niệm. Và có lẽ là chúng tôi sẽ cùng với một số quý vị ở tại cộng đồng nơi đây, chúng ta sẽ kết nối với tất cả các cộng đồng bạn, các cộng đồng của khắp nơi trong liên bang của cộng đồng Việt Nam. Và chúng tôi cũng sẽ mời một số những cái cộng đồng như là Việt Tân hay là một số cộng đồng khác cùng tham dự trong đó online, để họ nói những cái lời chia sẻ và họ nói những cái độc hại mà chính họ cũng là cái nạn nhân của chế độ Cộng sản, dù rằng Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Bắc Kinh hay là Cộng sản Triều Tiên. Thì cái điều đó chúng tôi cũng sẽ nhân cái cơ hội này mà sẽ có một cái chương trình đặc biệt như vậy. Kính thưa anh Hoàng Bách cùng quý khán giả. Dạ vâng, khi nãy thì anh có nêu lên cái vấn đề rất là lạc quan,
khi mà đảng cộng sản đó, nó cực thịnh đó, thì nó sẽ cực suy, mà nó khi tới điểm rồi đó thì nó suy thôi. Thì anh dựa vào yếu tố nào anh đánh giá rằng là cộng sản bây giờ trước đây đó nó chiếm gần như là ít ra là một trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Liên bang Xô Viết rồi có nhiều cái nước chư hầu, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại bốn nước thôi. Nhưng mà bốn nước còn lại đó thì chúng ta thấy có Trung Cảm và Việt Nam là hai nước tương đối lớn. Thì qua nhiều thăng trầm, Việt Nam thì bây giờ nó cũng phải nói là có mở cửa, và nền kinh tế của Việt Nam hay nói một cách khác đời sống của người dân tương đối đỡ hơn. Nhưng mà đỡ về mặt kinh tế, nhưng mà nói chung đó là sự không có đồng bộ để phát triển. Cho nên cái lợi tức của người Việt Nam tới ngày hôm nay đó thì chỉ có đâu có 2.500 tới 2.800 đô la cho một đầu người. Trong khi đó các nước ở Đông Âu mà như là Ba Lan tìm khác đó, thì bữa nay tệ lắm đó, là họ 15.000 đô la cho một đầu người. Để chúng ta so sánh Việt Nam với các nước khác là các nước này hầu ở nằm trong cái chuỗi của xã hội chủ nghĩa, à cộng sản. Nhưng mà khi họ thoát rồi đó, thì cái mức độ tự do của họ nhờ có tự do cho nên người dân mới đóng góp một cách hiệu quả. Trong khi ở Việt Nam, nếu quý vị về quý vị thấy có villa, nhà lầu, xe cộ rất là nhiều, nhưng mà đa số là những cái thành phần gọi là nhóm lợi ích hoặc là con ông cháu cha ở trong nước, còn hoặc là những cái thành phần gọi là ưu đãi nào đó quân đội hoặc công an. Nhưng mà đại đa số dân chúng ở nông thôn thì rất là cơ hà, không phát triển đồng đều. Thì xin giáo sư Nguyễn Hồng Dũng chia sẻ cái suy nghĩ của giáo sư lạc quan để trong cái mùa tháng tư đang này chúng ta sẽ lên trở lại, thưa giáo sư. Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Bách. Thì thật ra đó chúng ta biết rằng mọi chế độ đều sẽ đi qua, chỉ có quốc gia mới trường tồn. Đó là một cái thông điệp mà từ trước đến nay chúng ta vẫn luôn luôn y chỉ như vậy. Thành trụ hoại diệt, đó là cái thế vô thường của con người. Nhưng mà nó tùy thuộc vào cái sự tốt đẹp thì nó thành tựu lâu dài, mà nó ác nhân ác đức thì nó thành tựu ở trong một cái giai đoạn rất là ngắn ngủi. Chế độ Cộng sản được hình thành từ năm 1917 cho đến giờ phút này, chúng ta đã thấy rằng họ đã trải qua trên 100 năm. Nhưng mà 100 năm đó là 100 năm đã khiến cho nhân loại cả 100 triệu người phải chết dưới bàn tay ngục tù, nghĩa là đàn áp, dối trá và thủ tiêu của chế độ cộng sản khắp nơi trên thế giới này. Và vì vậy đó mà cái hình thành của một cái chế độ cộng sản độc ác như vậy đó, nó đã khiến một số các quốc gia khiếp nhược phải đi vào trong cái ngõ hẻm, mà các nước Đông Âu là một bằng chứng. Nhưng mà thưa quý vị, con người càng ngày nó càng phát triển, nó tinh vi và nó hiểu biết. Bởi vì trước thế kỷ thứ 20 là thế kỷ của cái bụng, nhưng mà thế kỷ 21 là thế kỷ của trí tuệ. Và khi con người đã dùng trí tuệ để mà soi sáng những việc làm, hành động và chế độ, thì đã thấy cái chế độ cộng sản là một cái chế độ phi nhân vô cùng nguy hiểm trên cái thế gian này. Nó còn hơn cái con virus Vũ Hán, cho nên nó cần phải tiêu diệt. Và chính nó tiêu diệt đó không phải do mình tiêu diệt, mà tự nó phải tự hủy diệt. Bởi vì cái thế thường là cái gì mà nó độc ác đến một cái giai đoạn nó cũng phải tiêu diệt, kể cả cái con virus Vũ Hán này đó, nó cũng phải đến một cái giai đoạn nó hủy diệt, chứ không phải là chúng ta phải đợi cho có thuốc đâu. Nó đến một cái giai đoạn nó phải hủy diệt. Cho nên chế độ cộng sản nó ở trong cái giai đoạn chắc chắn nó phải hủy diệt trong một cái thời gian không xa lắm. Và bây giờ đó, thưa quý vị, chúng ta đã thấy một con đường của chế độ cộng sản Tàu nó hủy diệt rất là sớm. Bằng chứng là ngày hôm nay, thưa quý vị, cái sự hủy diệt đó là cái người dân họ đã đau khổ đến chừng nào, họ đã sống ở trong một cái tình trạng hết sức là gò ép, và cái văn hóa ngàn đời của họ đã bị tiêu mất, cũng như là đất nước Việt Nam như vậy. Và thứ hai nữa, họ sống là nhờ cái bụng, nhờ kinh tế, nhưng mà kinh tế ngày hôm nay đó, nước Tàu không còn cái uy tín để mà có thể tạo ra cái công ăn việc làm cho hàng trăm triệu người công nhân, nông dân. Do đó đó, họ đã thất bại. Và cái điều thứ ba nữa là từ trước đến nay, cộng sản là chỉ biết cái hiện tại mà không biết đến cái quá khứ, mà cũng không biết đến cái tương lai. Chính vì vậy mà chúng ta mới thấy rằng họ đào mồ, đào mã, họ làm tất cả những cái gì mà có thể là bán buôn được cho thế giới là họ đào tróc hết. Cho nên đến cái thời đại này đó, thật sự mà nói đó, kể cả đất hiếm, Trung Cộng nói là nói như vậy,
mà trữ lượng đất hiếm cũng không còn bao nhiêu. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng họ có thể bán được cái gì thì họ cứ bán, từ đồng, kẽm, sắt thép. Cho nên cái thế hệ mai sau là cái thế hệ sẽ bị chịu cặn, bởi vì cái gì là trong cái giai đoạn này họ dùng hết, và tất cả những cái điều đó bây giờ nó đã trở thành mây, thành mưa, thành gió, không còn cái gì cả. Cho nên cái sự sụp đổ của một chế độ cộng sản nó không phải là tính từng tháng, từng ngày, mà thưa với quý vị, nó sẽ thực hiện trong một thời gian rất là gần. Và quý vị phải giữ sức khỏe để thấy cái ngày tàn của chế độ cộng sản nó sẽ đi. Và chế độ Việt Nam cũng vậy. Thật sự đó, cái chế độ cộng sản Việt Nam đó, bây giờ đó, chúng ta thấy rằng những cái con người mà họ ở trong cái vai trò như là lãnh đạo, hoặc là Nguyễn Phú Trọng, hoặc là Nguyễn Xuân Phúc, chúng ta có thấy là Nguyễn Xuân Trọng xuất hiện không? Kể cả Hoa Kỳ là một vị tổng thống của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, hàng ngày ông phải lên báo cáo những cái sự kiện của dân, của nước như thế nào. Còn đối với Nguyễn Phú Trọng đó, là từ cái ngày đại dịch cho đến ngày hôm nay, chúng ta không thấy ông xuất hiện. Nhưng mà ông là làm lãnh đạo, thành thử ra chúng ta mới biết lãnh đạo là lãnh đạo tại Bắc Kinh chứ không phải lãnh đạo ở tại Hà Nội. Do đó thì thưa quý vị, cái chế độ cộng sản ở tại Việt Nam thì thôi chúng ta không cần nói nữa, là bởi vì nó giống như là một loại chùm gửi. Khi mà chế độ độc tài của Trung Cộng mà ngã đổ ngày trước thì thế nào, những cái người mà theo gót chân của Trung Cộng họ cũng sẽ bỏ của chạy lên người. Anh sẽ chờ xem. Dạ vâng, có người cho rằng là nói về thuyết nhân quả của Phật giáo đó, thì chúng ta thấy là quả thật là Trung Cộng là cái một cái quốc gia mà cái cơ chế điều hành nó cũng quá độc tài. Trong cái thời Mao Trạch Đông chết biết mấy chục ngàn người, rồi tiếp tới đó là Pháp Luân Công, là những người mà về cái môn thể thao thôi, rồi cũng bị chết, rồi lấy đi bán những ngũ tạng của con người cho các cái nước khác, rồi chết một cách rất là oan uổng. Chính vì cái điểm này mà người ta cho rằng là con virus Vũ Hán đó cũng là một bằng cớ, dù là gây ra cái tai họa trên thế giới, nhưng mà qua cái tai họa này thế giới mới bừng tỉnh. Bởi vì trước đây là các nước Tây phương cứ nghĩ rằng làm ăn ở đâu có lợi nhuận thì họ đổ vào đó họ làm, nhưng mà họ không biết cái hệ quả, cái hậu quả của cái sự kiện đó nó gây ra tan hoang. Và con virus Vũ Hán đã làm cho thế giới bừng tỉnh, hay nói một cách khác là sững sờ trước cái vấn đề này. Và từ cái trước cái vấn đề này đó, thế giới mới có biện pháp rằng Trung Cộng đó không những lũng đoạn về kinh tế, không những cái xưởng để mà sản xuất cho toàn thế giới, mà qua các cái khẩu trang vừa rồi hoặc là các cái loại thuốc tây mà trước đây giáo sư Nguyễn Hồng Dũng cũng như quý khán giả là ngay đài mình đi mua, mình tưởng là thuốc tây đó có sản xuất ở Mỹ hay là ở một nước nào đó, không ngờ là ở Trung Cộng sản xuất tới gần tới 80-90%. Lý do là họ mua nguyên liệu đã lành, lý do là cái nhân công bên đó rẻ, và những cái cơ sở đầu tiên họ đầu tư ở bên đó họ nghĩ có lợi nhuận, cho nên tất cả họ chuyển sang bên đó, rồi đưa những cái trí tuệ của các sản phẩm, cái mô hình, cái cách thức để cho Trung Cộng càng ngày càng phát triển. Cho nên mình nói họ ăn cắp thì đúng 100% rồi, nhưng mà mình cũng phải cảnh giác những cái thành phần mà mình đầu tư vào. Thì qua cái sự kiện này chúng ta thấy thế giới đó đã bừng tỉnh, đã thấy ra, đã ngộ ra, mình dùng chữ ngộ bên Phật giáo, đã ngộ ra, và bây giờ là Trung Cộng đang bị cô lập. Thì giáo sư Nguyễn Hồng Dũng, chúng ta còn 6 phút nữa, giáo sư Nguyễn Dũng. Dạ thưa với anh đó, là mỗi một con người đó, khi có một cái trận đau rồi đó, thì cái cơ thể của mình nó mới bắt đầu chuyển lại, nó hấp thụ lại. Cho nên á, cái con virus này á, mặc dù là chúng ta đã bị mất mạng biết cả bao nhiêu người, nhưng mà trái lại cũng có con virus này đó, nó trở thành một cái bài học rõ ràng cho toàn thể thế giới nhìn vào một cái đất nước Trung Cộng khủng khiếp như vậy. Và từ đó đất nước Trung Cộng không còn cái gì để mà che giấu nữa. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa đó, thì tất cả những công xưởng mà từ trước đến nay người ta cho rằng á, làm ăn buôn bán với Trung Cộng lấy lời đó, bởi nay đó họ đã té ngửa ra, và tất cả những cái ông CEO trong cái cuộc họp vừa rồi, ông đã quyết tâm không có làm ăn với Trung Cộng nữa, và cho dù lợi nhuận bao nhiêu đi nữa, nhưng mà các mọi người vẫn là cái tôn quý nhất. Họ đã thấy được cái điều đó, và đến giờ phút này thì họ không còn thiết tha gì để mà đem tiền của đổ vào Trung Cộng nữa. Và thứ ba nữa thì thưa với quý vị, qua cái sự kiện này đó, thì toàn thể thế giới chứ không riêng gì Hoa Kỳ đâu, chúng ta thấy rằng cái ông Boris Johnson, ông thủ tướng của nước Anh đó, ông đã qua một cái trận bệnh, nghĩa là thập tử nhất sinh rồi đó, thì bây giờ đó đâu có cần Hoa Kỳ nói rằng anh không nên chơi với Huawei đâu, ông tự động rút khỏi
và tất cả những nghị sĩ khác cũng đã đồng lòng không thèm chơi với Huawei nữa. Mặc dù trước đây đó thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã gọi nói chuyện với ông Johnson, nói rằng không nên dùng Huawei, nhưng mà nước Anh vẫn bỏ phiếu để dùng 35%, nhưng mà 35% đó bữa nay cũng đi luôn. Thành thử ra thưa quý vị, những cái điều đó chúng tôi nói là qua những cái sự thật mà thế giới đã nhìn thấy. Cho nên đó, qua cái trận đại dịch này, Trung Cộng là cái kẻ gánh chịu nhiều cái hậu quả tai ương vô cùng, mà những cái đất nước lớn, những cái công ty lớn họ sẽ khởi kiện. Và cái điều đó đó thì Trung Cộng sẽ gánh nhiều cái hậu quả, mà chúng ta sẽ thấy cái hậu quả nó ghê gớm, là bởi vì Trung Cộng phải chịu trách nhiệm cho cái sự dối trá, cho những cái vấn đề mà giả dối từ trước đến nay. Cho nên thưa quý vị, có tham thì tham, anh nào cũng vậy, đống củi 3 năm mà tiêu 1 giờ. Biết bao nhiêu cái công trình từ năm 1972 làm nhà cửa cho lớn, làm đường xá cho đẹp, làm đủ thứ chuyện ấy để mà trở thành đệ nhị cường quốc. Chỉ còn một cái con vô hình này, nó không có cái chiêu nào hết, mà nó đánh một cái hữu chiêu này đó, khiến cho Trung Cộng phải bật cửa ra. Và thưa với anh, bây giờ chúng ta có đường xá, nghĩa là rộng thênh thang, không có xe, không có xăng lấy gì đi. Chúng ta có nhà cửa, nhà lầu cao như vậy mà không có dân tới ở thì làm gì? Cho nên thưa quý vị, tất cả những xác đó nó sẽ trở thành cái xác vô hồn của Trung Cộng, mà nó sẽ gánh chịu trong cái hậu quả sắp tới. Dạ vâng, anh vừa nêu lên cái vấn đề là cả thế giới đều ngộ ra, thấy là Trung Cộng là mối nguy ra, rất là nguy hiểm. Thì bây giờ chỉ còn hơn một phút nữa thôi, như vậy Việt Nam đó, có ngộ ra không? Bởi vì Việt Nam đã đi với Trung Cộng mà coi như kết nghĩa với nhau 16 chữ vàng, 4 chữ tốt, đủ thứ hết. Nhưng mà ngày hôm nay thế giới đã ngộ rồi, thì Việt Nam, nhà lãnh đạo Việt Nam cũng phải ngộ. Ngộ mới có thể thoát trong được, mà ngộ mới có thể xây dựng được đất nước được. Bây giờ nhân 45 năm thì bây giờ còn khoảng 2 phút thì mời anh kết thúc chương trình. Cộng sản Việt Nam nó ngộ anh, nó ngộ chứ không phải là không ngộ. Nhưng mà có điều nó bị trong một cái thế mà nếu cái ngộ của đó mà cho người khác biết cái ngộ đó, nó sẽ chết ngay lập tức. Chính vì vậy đó mà nó chơi trong một cái tư thế là anh thấy luôn luôn nó đi cái đôi chân của nó hàng hai, chứ không phải là không đâu. Nếu mà nó không ngộ thì dễ dàng gì nó tiếp xúc và nó tiếp cận với Hoa Kỳ một cách mặn mà thấm thiết. Cho nên thưa quý anh, dĩ nhiên là chúng ta biết là nó ngộ, nhưng mà cái ngộ của đó nó không phải giống như cái ngộ của các thế giới Tây Phương. Khi họ ngộ là họ nói liền, còn cái anh ngộ này đó, ảnh rất là kỳ ngộ nữa. Cho nên cái ngộ của nó là hai ba nghĩa. Thành thử ra đó, Cộng sản Việt Nam nó vẫn tiếp tục nghĩa là nín thở qua sông, để nó có thể nghĩa là sống nhờ cái hà hơi tiếp xúc của Đảng Cộng sản Bắc Kinh, và đồng thời nó cũng nhờ cái sự tiếp xúc của thế giới. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải bàn tiếp trong một cái giai đoạn khác, nếu chúng ta có cơ hội hơn quả bách. Dạ vâng, đến đây thì rất tiếc thời gian đã hết giờ. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe, và cũng cảm ơn giáo sư Nguyễn Hồng Dũng đã đóng góp trong chương trình này. Sau 45 năm nhìn lại về cái cuộc chiến mà của Việt Nam hiện tại nó ra làm sao, và cũng nhân cái cơ hội này chúng ta thấy cái sự đấu khẩu hay là ngoại giao, cái chiến tranh ngoại giao giữa Mỹ và Trung giữa Trung Cộng và Việt Nam càng ngày càng gia tăng, và cái mức độ nó gia tăng còn dữ. Cho nên chúng ta chờ xem cái kết quả nó như thế nào, và chúng tôi xin kính chào quý vị và hẹn với quý vị trong chương trình lần sau. Xin mời anh Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, rất là cảm ơn được nói chuyện với anh Hoàng Bách. Thì chúng tôi cũng đã thực hiện với anh Hoàng Bách là nhiều chục lần, nhưng mà chưa bao giờ được diễn tiếng Anh, bởi vì đây là một cái lần cũng hết sức là hy hữu nhờ cái con virus corona này. Thành thử ra một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn Hoàng Bách đã điều hợp chương trình này, và một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị. Xin chân thành kính chúc quý vị cùng toàn thể gia quyến luôn luôn thân tâm được an lạc, và hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình nào đó khi anh Hoàng Bách cho phép. Dạ vâng, xin cảm ơn anh giáo sư Nguyễn Hồng Dũng, cũng như cảm ơn quý khán giả. Chúng tôi xin kính chào.